Trung thu là Tết thiếu nhi, cớ sao người lớn lại đi chơi nhiều? Chị Hằng ơi, chả hiểu sao năm nay Trung thu em xuống dưới hạ giới, không có một cháu thiếu nhi nào ra đón em cả. Chắc do nở thôi, đừng đổ lỗi gì cho số má. Cậu thử nghĩ mà xem, ta với cậu hàng bao nhiêu ngàn tuổi rồi mà các cháu cứ gọi cậu bằng chú. Còn ta thì vẫn là chị, xem lại cách ăn ở đi, đừng để lên chức ông rồi nhục lắm. Chị có cách nào không ạ? Thôi được rồi, để chị hạ thổ một chuyến xem các cháu dưới đấy như thế nào. Chị đi cẩn thận nhá. Cội ơi, từ đã, cho chị mượn 2 triệu. 2 triệu? Chị làm gì bằng 2 triệu? Để chị xuống đấy còn quà cáp cho mấy đứa, không thì từ lần sau xuống đấy chúng nó lại gọi bà cụ Cố Hằng ấy chứ. Tiền mặt kém không có, nhưng mà chị cứ cầm tạm cái này, đây là bảo bối của Ngọc Hoàng, chỗ này chắc cũng được 20 triệu đấy. Chị đi nhá. Em này, sao vắng tanh không một bóng người như thế này nhở? Em ơi, có ai ở nhà không thế? Sao nhận quà Trung thu của chị này? Em ơi, chị là chị Hằng mà. Không nhớ chị à? Ra nhận quà đi. Đến giờ giới nghiêm rồi, ai lại đi ngoài đường thế kia?